Bạn còn nhớ cú đấm chấn động giải Oscar này không? Chính xác, anh ấy chính là tài tử Will Smith. Trong mắt tôi, anh ấy không đơn thuần là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, mà trên hết còn là một người chồng, người cha tuyệt vời của gia đình. Và kể cả khi anh ấy có bị thu hồi từ Oscar, thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận tài năng, sự cố gắng của anh ấy. Vậy nên sau bao năm qua, anh ấy cùng gia đình đã tích lũy được một khối tài sản không hề nhỏ. Tôi còn được biết, anh ấy có một căn biệt thự cực kỳ rộng rãi ở California nữa cơ. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm một vòng house tour căn biệt thự của Will Smith. Đây có thể là một ý tưởng để bạn tham khảo nếu có nhu cầu xây dựng một căn nhà như vậy. Vậy nên, bạn đừng bỏ lỡ những video của Phùng Design Official và nhớ đăng ký kênh để là người xem video của chúng tôi sớm nhất nhé! House tour Will Smith tại Calabasas, California. Những gì mà chúng ta đang nhìn thấy chính là toàn bộ khuôn viên của ngôi biệt thự nhà Will Smith, nơi mà gia đình thường xuyên sinh sống và làm việc ở California. Đây cũng là một biệt thự tuyệt đẹp, đứng hạng top ở khu vực Calabasas. Và theo như tôi được biết thì vùng đất vàng này cũng là nơi sinh sống yêu thích của những tên tuổi nổi tiếng khác như Miley Cyrus, Justin Bieber, Selena Gomez và rất nhiều người nổi tiếng khác. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Smith đã có cho mình giá trị tài sản ròng lên tới 350 triệu đô la. Và riêng Zada thì đang sở hữu 50 triệu đô la đứng tên cô ấy. Vậy nên chẳng có lý do gì mà cặp đôi không sắm cho mình một dinh thự tuyệt vời để xây dựng tổ ấm. Căn biệt thự này được gia đình Will Smith cùng đội ngũ thiết kế lên ý tưởng vào năm 2003, được phụ phép bởi kiến trúc sư Steve Samuelson. Ông ấy từng chia sẻ là đã phải dùng một bản vẽ cực lớn để thiết kế không gian công năng vì bất động sản này rộng tới 2 hectare và là một phần của dãy núi Santa Monica. So với kích thước của nhà ga trung tâm New York thì căn nhà này phải rộng gấp 3 lần. Diện tích sử dụng bên trong nó cũng được cho là không hề nhỏ, đâu đó khoảng 2.300 m². Điều này cho phép nó có thể được thi công với nhiều không gian tiện ích. Bên cạnh đó, quá trình lựa chọn vật liệu xây dựng cũng là vấn đề tối quan trọng. Và để làm những chiếc cổng vòm với mái hiên kiểu đắp đất như vậy, mọi thứ phải được nhập khẩu từ nhiều nơi trên thế giới như Maroc, Tây Ban Nha hay thậm chí là cả Nam Mỹ, Châu Phi. Chúng kết hợp với nhau một cách hoàn hảo để tạo thành những gì mà bây giờ chúng ta thấy. Người phụ trách thiết kế cảnh quan sân vườn là Daniel Busbin và nữ kiến trúc sư Judith Land phụ trách phần thiết kế nội thất. Họ đã sử dụng từng vật dụng sao cho nó đạt đến sự tinh tế dù chỉ là ở từng góc nhỏ. Mọi nội thất bên trong, từng món đều được chế tác thủ công. Phong cách trang trí này được lấy cảm hứng từ hơi thở của Địa Trung Hải và Châu Phi, kết hợp với nhau khiến chúng thực sự trở nên hài hòa với mắt nhìn. Theo tôi được biết, chiếc cổng trước cũng là một di vật có tính lịch sử. Nó được một cần trục vớt lên từ một căn cứ pháo đài ở Bắc Ấn Độ và vận chuyển đến California. Điều này khiến cho ngôi nhà có một sự cổ kính khó tả. Di chuyển vào phía trong nhà và để tôi cho bạn thấy mọi thứ được sắp xếp tuyệt vời như thế nào. Nó bao gồm 9 phòng ngủ hình tròn. Will Smith đã tuyên bố vòng tròn đó tượng trưng cho tình yêu vô tận tuần hoàn của hai vợ chồng. Từ cửa chính ra vào sẽ đập ngay vào tầm mắt là phòng khách mở rộng và thấp thoáng với view nhìn ra ngọn đồi phía xa xa. Nhà bếp được thiết kế ấm cúng, rộng rãi và sang trọng. Những chiếc rầm lộ rõ tạo ra điểm nhấn cho phòng bếp không bị nhàm chán. Phòng khách độc đáo với tông cam rực rỡ. Điểm nhấn là chiếc bàn ăn độc đáo và những vật trang trí tuy nhỏ nhưng được bài trí rất tinh tế. Hiên nhà là điểm đón nắng lý tưởng, vừa có thể trò chuyện lại vừa có thể hít gió trời. Phòng ngủ rộng rãi với tông màu ấm nóng càng tạo cảm giác như chủ nhân phải rất có gu và có đôi mắt thẩm mỹ tuyệt đẹp. Đó là còn chưa kể, tầng 1 có phòng thu studio cực kỳ xịn sò trong nhà, rạp chiếu phim gia đình để anh ấy tận hưởng những bộ phim do chính mình đóng. Sân bóng rổ ngoài trời thì cực rộng rãi, tôi nghe nói ở đây còn có cả một phòng thiền định, bể bơi và một sân tennis nữa cơ. Khuôn viên trước sân nhà rộng rãi với thảm cỏ xanh mướt và có một hồ nước nhân tạo thơ mộng. Thế nhưng, để hoàn thiện cả một khu phức hợp nghỉ dưỡng và cùng một khuôn viên là chuyện không hề dễ. Và điều này đòi hỏi sự làm việc đầy tâm huyết đến từ vị trí của các kiến trúc sư cho tới đội ngũ thi công. Chính vì vậy, vào năm 2014, nó đã được rao bán với giá không hề thân thiện với ví tiền chút nào. Đâu đó khoảng 42 triệu đô và trở thành cuộc giao dịch khủng nhất trong cuộc đời Will Smith. Ok, và nó là tất cả những gì chúng ta đã tham quan trong ngôi biệt thự siêu rộng của Will Smith. Nhìn vào đó, và tôi cũng thấu hiểu được phần nào tình cảm to lớn của anh ấy dành cho gia đình. Bỏ qua chuyện cú đấm kia đi, thì thực sự anh ấy là một người chồng, người cha tốt phải không? Vậy nên, hãy comment xuống phía dưới để cho chúng tôi biết đâu là không gian mà bạn yêu thích trong ngôi nhà. Đồng thời, nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ chiếc video nào mà Phùng Design đăng tải nhé!